Anh Phong, thế anh định bỏ chết tôi à? Không trách người ta bảo đàn ông bạc tình, có oan tí nào đâu. Tôi vì nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt, nào những là lấy nhau, nào những là ăn đời ở kiếp cùng nhau. Từ đó đến nay, tôi dốc một lòng chờ đợi, ai đến giảm hỏi, tôi cũng kiêm cơ thoái thác. Vì tôi đã chót hứa cùng anh, ấy thế mà anh quyết tình dở mặt, hẳn anh cũng biết tôi chỉ là quá dại dột mà nghe anh, nên mới mang vả vào mình anh nghĩ sao cho vuông tròn thì nghĩ, cây bụng Nguyệt vài tháng nữa thì tròn bằng cây thúng, Nguyệt còn phải cần gì đến tôi nghĩ nữa. Tôi không nói đùa, nếu anh không làm hại tôi, thì làm gì tôi không lấy được người chồng tử tế. Lúc bấy giờ, ở bờ hồ hoàn kiếm, mảnh trăng ngọn gió như khơi động tâm tình gió trăng. Nguyệt và Phong lưỡng thưởng bước vào cầu thê húc, hai vẻ mặt cùng lo, nhưng hai cái lo khác nhau. Nàng vì quá nhẹ dạ, nên phải nặng lòng cái khối lo nó đương nằm co ở trong bụng. Chẳng lo vì vô tình định thỏa bụng muốn, bây giờ phải cố tình đẩy cái không muốn ra. Thế có chắc Nguyệt chửa với tôi không? Này, năm nay tôi mới 18 tuổi đầu, sao anh đã đổ bậy, đổ bạ cho tôi cái tiếng khỉ gió ấy? Anh hỏi tôi chửa với ai à? Rồi nó giống ai, nó máu ngủ ai, thì anh biết. Tôi con nhà châm anh, anh cũng con nhà thế phiệt, vì một lời giao ước, nên tôi mới quá chiều anh. Tuy tôi chưa là vợ anh, nhưng cũng như là vợ, nên tôi dốc một lòng trung thủy, thì chữa trinh tôi giữ nguyên cho anh. Nếu bây giờ tôi loan trung phượng trà thì đây này, tôi sẽ chết như thế này này, đừng thề độc, lỡ chết thật thì oan. À anh nhức tôi mãi, thôi, đồ bạc tình, anh buông tôi ra, này, cầm lấy cái này, cái gì đấy, lọ thuốc tôi thai, nguyệt uống nó vào, cho cái thai ra, thế là mất tích. Eo ơi! anh nói mà tôi ghê cả mình, nếu anh cố tình giết cả hai mẹ con tôi, thì đây này, tôi liều chết ngay trước mặt anh, cho anh trông thấy. Anh buông tôi ra, trời ơi, ngờ đâu hồ hoàn kiếm này chỉ là mồ hồng nhan, nàng giật tay ra, chạy lại mé đầu cầu, phong vội chạy theo, níu vạt áo lại, ấy chết. Chớ chớ, tôi thử nguyệt đây mà, gạch nối chấm 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 than, này em ơi, nguyệt gục đầu, ôm mặt, hu hu khóc nguyệt ơi em chớ lo anh vẫn biết nguyệt là người trung tình với anh nguyệt không phải phiền lòng cái thai trong bụng nguyệt là con anh là con nguyệt nguyệt cứ yên tâm anh thề rằng sẽ chu toàn danh tiết cho nguyệt đến ngày khai hoa anh sẽ đưa nguyệt sang nhà hộ sinh tỉnh bắc ninh sau khi mẹ tròn con vuông anh sẽ tính cuộc trăm năm với nguyệt này đừng nỏ mồm em đừng mắng anh mà oan thôi em cứ đi về tôi không về đâu cả sớm gửi thác về, mà tôi đây rồi. Anh Văn Nguyệt, nếu anh không giữ được lời hứa, xin nguyện trời chu đất diệt. Em cứ về, cứ yên lòng, nàng lau mắt, khẽ gượng đứng dậy, gọi xe về nhà. Phong vừa đi vừa nghĩ, ừ, suýt nữa mình gieo cái vạ tầy đình, giết cả hai nhân mạng. Giá một mình con Nguyệt nó tự tử, thì mặc quách nó, nhưng lại đèo cả đứa con ta ở trong bụng nó. Ừ, tính tháng, tính ngày, quả nó có mang với ta. Vậy đợi lúc nó đẻ, ta lấy con về nuôi, còn việc trăm năm với nó thế nào ta không nên nghĩ trước. Cộng cộng chết chừa, thế mợ định uống thuốc tôi thai thật đấy à, cậu tính tôi mới có 18 tuổi đầu, chồng con chưa có, mà chửa hoang, thì còn xấu gì bằng. Chà, việc gì mà xấu, sự xấu tốt đối với phong trào dư luận xã hội như làn khói trước ngọn gió to, chỉ đánh loáng là không ai trông thấy nữa thế thì dư luận có gì là đáng sợ, và lại tôi hiếm hoi, lấy nhà tôi ngót 20 năm rồi, con cái chưa có, thì mợ cứ yên lòng, sau khi ở nhà hộ sinh ra, tôi sẽ thu xếp để mợ với tôi ăn đời ở kiếp. Tôi cảm ơn cậu, cậu hơn tôi bốn chục tuổi đầu, tôi mà lấy cậu thì người ta cho là bố lấy con. Và vợ cả cậu như con sư tử cái, lẽ nào lại để yên cho cậu thương tôi? Cậu cứ mặc tôi, để tôi tự xử, cậu không cần nghĩ đến bao nhiêu việc, tôi đã định sẵn, tôi đành uống thuốc để giữ cho vuông tròn tiếng tăm. Và tôi là con nhà thi lễ, mơn mờn đào tơ, làm gì không lấy được chồng ông nọ ông kia, can chi vội vàng mà vơ quàng vơ xiên vội. Mợ nói thế, tôi đau lòng quá, mợ phải hiểu cho rằng cái thai trong bụng mợ là đứa con sau này của đôi ta. Nếu cậu có thương con cậu, thì mai, tôi xin gửi lại giao trả cậu. Chết nỗi, tôi xin mợ, luồng nước cuồn cuộn dưới sông hàng cột ù u trước gió, dây sắt cầu như răng mắc mối tơ tình. Trên cầu sông cái, Nguyệt đứng thử ra, tựa tay vào lan can, mặt nhìn làn sóng lềnh bềnh trước mặt. Bác vỉnh bộ dâu ghi đông, nét mặt ra dáng van lơn lo lắng. Nào tôi có phải ăn ở bạc tình với mợ đâu mà mợ nỡ dứt lìa thế. Tôi cũng biết vì tôi đối với cậu trung tình, nên cậu đối với tôi trung hậu, nhưng tôi không thể nào đeo mo mà sống ở đời được. Sao mợ lại bảo là đeo mo? Vẫn biết rằng đàn bà quý giá ở chữ trinh, nhưng mợ có phải là gái thất trinh đâu. Vì mợ quá yêu tôi, quá chiều tôi, nên đến nay đeo đẳng khối tình cùng tôi. Vậy rồi sau, tôi nuôi con, lại cưới mợ về làm vợ. Làm người vợ, cần giữ chữ trinh với chồng. Mợ chung tình với tôi từ trước đến nay, thì đối với riêng tôi, mợ vẫn chu toàn được chữ trinh. Vậy cứ làm sao mà phải nghĩ? nếu tôi bạc tình cùng mở toàn bỏ lửng mở thì mợ mới đáng hơn duyên tuổi phận chứ thôi tôi xin cầu tôi nào dám tin cái mồm mép đàn ông nếu tôi ăn ở như kẻ khác xin thề rằng ngọn đèn điện này tắt tôi cũng chết thề thề cá chê chui ống cậu buông tôi ra tôi xin gửi thân tôi cho hà bá dưới sông này mợ định tự tử nếu mợ chết tôi xin chết theo ngay khổ lắm cậu kệ xác tôi Tôi không tin ai ở đời này nữa. Những cái mặt nhẵn nhủi chân chu, nhưng toàn là bụng ba que sỏ lá cả. Tôi vì dại dột mới nên nông nỗi này, một cái ô tô xình xịch qua, chiếu hẳn ánh sáng vào mặt bắc, trông rõ cái nét nhăn nhó, cặp mắt gấp gai. Mở ơi, mở yên lòng, mở nên hiểu tôi, đừng phụ bụng tôi, bởi tôi biết bụng mở lắm. Và dĩ, bấy lâu tôi khao khát chút con để sau này nó chống gậy cho tôi nối dõi tông đường cho nhà tôi. Nếu nay mợ quyết tình giết cả mợ lẫn con, tôi sẽ phải âu sầu ân hận suốt đời. Nguyệt bưng mặt khóc, bác lấy vạt áo chùi nước mắt hộ và dỗ mợ ơi. Tôi đã theo lời mợ là đến ngày mợ đẻ, thì sang nhà hộ sinh tỉnh Bắc Ninh mà nằm cho êm tiếng. Bây giờ, chỉ cần mợ giữ cái bụng cho kín đáo. Mợ đẻ xong, tôi nuôi lấy con, thế rồi cậu bỏ tôi bơ vơ, bác nhăn mặt, dậm chân, khốn nạn cho tôi nói hết câu đã. Tôi lại mợ, tôi tính việc xin cưới mợ sau. Nguyệt thở dài, mợ đã bằng lòng như thế chưa? Nguyệt đưa tay lên miệng, cắn móng tay út, không trả lời, già giá nghĩ ngợi. Mợ ừ đi, mợ đừng uống thuốc thôi thai nữa, phải tội đấy. Gạch nối chấm 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 chấm, mợ cứ yên bụng cho tôi được yên lòng. Mợ ừ đi, ừ, hai người lưỡng thưởng đi, gặp hai cái xe, liền thuê về nhà. Lúc sắp ly biệt, bác còn dặn với một câu mở yên dạ cho tôi yên lòng nhé ừ cộng cộng bà đẻ con so hay con dạ thưa bà con so bà nên nói thực thì tôi mới liệu được tôi xem bụng bà hình như đẻ con dạ thì phải hơn thưa bà thực tôi đẻ con so đó là lời bà đỡ nhà hộ sinh cùng nói chuyện với nguyệt bà đỡ ngợ quá hỏi vặn mọi khi những người đẻ con so thì ra bụng cứng và có ngấn vằn đỏ người đẻ con giả thì da bụng mềm, mà con ngấn vằn trắng. Này tôi xem bụng bà, quả là bà đẻ con giả. Phép nhà thương không nên nói dối, lỡ ra nguy đến tính mệnh, chứ chả chơi đâu. Thưa bà, xin bà kín cho, tôi đẻ con giả. Vâng, bà nên nói thực thế mới phải. À, ông nhà ta tên là gì? Ở đâu? Thưa, cậu cháu tên là Nguyễn Văn Tình, đã mất năm ngoái, sau khi tôi có mang được vài tháng. Tội nghiệp, thế ông mất bà có mang được mấy tháng nguyệt luống cuống nói chữa à thưa bà cậu cháu mất năm nay ạ à? mới mất tháng tư mà tôi có mang từ tháng riêng bà cũng chỉ độ tối hôm nay thì trở dạ thôi bà cứ nằm nghỉ yên lần trước bà ở cữ trai hay gái thưa bà cháu gái nay cháu biết làm gì rồi thưa bà tôi sinh cháu được vài hôm thì bỏ cháu thế bà đẻ dễ hay khó thưa bà dễ ạ à? được để bà cứ nghỉ yên để lấy sức. Cộng cộng, ngày Chủ nhật, sau khi Nguyệt đẻ, có mấy bọn người ở Hà Nội sang, vào nhà thương thăm. Bọn trước, hai công tử ăn mặc tây, đúng mốt quần thụng đỏ, áo cộc xanh, ở trong gian Nguyệt nằm bước ra, bưng miệng, giúp xích nhìn nhau cười, thì thào, hú vía. Tao tưởng con Nguyệt nó chừa với tao, tao sợ quá. Tao chả ngờ nó chừa với mày, nhưng tao thấy mồm thằng bé giống mồm tao, tao đã giật mình nó ăn vạ tao, thì tao bỏ mẹ, mày được cái nước ra thằng bé nó minh oan cho tao. Hai người vừa đi khỏi thì Phong đến, Phong ấy cửa lại gần Nguyệt, hỏi, trai hay gái? Nguyệt trả lời khẽ, trai, thế hả? À? Mở có mạnh không? Có ăn được không? Nguyệt thư mặt ra, không đáp. mở làm sao thế? Gạch nối chấm 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 chấm. Cho tôi bế con một tí. Không bế, ái chà, mẹ cu làm bổ. Con ngủ à, mặt giống cậu hay giống mờ? Gạch nối chấm 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 chấm. Công tử rúc mãi vào nách mờ. Ra đây cậu yêu tí. Yên, phòng mở cái lót chùm đầu thằng bé ra. Nguyệt nhắm nghiền mắt lại. Khi nàng mở mắt, đã thấy phong len lén cút từ bao giờ rồi. Lúc bấy giờ, bác ôm một bọc to tướng đến nhà thương. Nhưng khi ở ngoài cửa kính, bác thấy có người đến thăm Nguyệt, thì ngờ là họ hàng, không dám vào vội. Chàng vừa đi bách bộ, vừa liếc mắt vào trong, chàng đã hút hết điếu thuốc lá rồi, nhìn hết các nhà cửa, cây cối rồi, mà người họ vẫn chưa về. một lúc thấy kẹt cửa, bụng chàng mừng lắm. chàng nhìn theo hút người ấy, đến khi thấy rẽ hết phố, mới dám vào. chào mợ, trai hay gái? trai, bác lộ ra nét mừng rỡ, vui vẻ hỏi, à, ai vừa vào đó? mợ mệt à? không, mợ có ăn được cơm không? có mạnh khỏe không? nguyệt thở dài bác mở bọc lấy ra nào rượu bổ nào sữa bò nào vú cao su con có cứng cáp không mở có nhiều sữa không yên cho tôi nằm nghỉ cho tôi bế con một tí nó giống tôi hay giống mở im cho nó nằm ơ ờ, hay mở giận tôi đấy à không bao giờ mở định về không biết nguyệt thở dài mãi thằng bé con ở trong bọc cửa cậy tiếng ngoe ngoe dậy với cậu con yên cho nó ngủ thằng bé vẫn khóc cái lót chùm đầu nó xê ra ngoài bác lật ra xem mặt con cậu đây nín đi nguyệt nhắm nghiền đôi mắt lại vắt tay lên trán để che mặt bác nhìn kỹ cây tóc cái mặt cái mũi con rồi giờ bọc ra ngắm cả người thằng bé ngắm xong bọc cẩn thận trả lại chàng từ từ lui ra thở dài một cái rõ dài nét mặt thất vọng té ra thằng bé con chàng mà nước da lại đen như cái cột nhà cháy vậy nó không phải con rồng cháu tiên nó là giống, hoàn tà doàn, không biết chống gậy. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa